Những người đó là họ phải có thiên căn. Mà thiên căn thì cũng có nhiều loại, căn nặng, căn nhẹ. À, có nhiều loại, ví dụ như là có cảm nhận được ở đó có người âm. Rồi thôi, mình cũng không có bị hành căn, không có bị hành cơ gì hết, thì chúng ta có thể giữ cái căn đó bình thường, không thể làm gì hơn. Nhưng có những người gọi là họ có căn tu là cũng ok đó, cũng chưa tới mức mà phải ra hầu thánh hầu gì, có thể là họ đi theo con đường tu tập. Và có những người họ bị hành nặng hơn. Hành ở đây có nghĩa là họ vẫn là một con người bình thường, nhưng mà họ là họ sẽ dễ bị bệnh, và cuộc sống của họ trắc trở nhiều thứ. Và khi mà họ tới những đền thánh, những đền cô, đền cậu thì họ sẽ có những cái biểu hiện lạ lắm, và họ không thể nào tự chủ được. Chính vì như vậy mà họ phải ra chầu với thánh, ra trình thánh, để mà cho thánh nhận diện, à đây, con là người được thánh chấm nè, con ra con xin hầu, con xin làm kiểu như là người phục vụ cho cửa quan, cửa thánh. Thì đó là những người được gọi là hầu đồng, chúng ta có thể hiểu nôm na là như vậy. Chứ không phải là ai có căn cũng có thể ra hầu thánh được.